Gì cười vậy? Làm gì mới nhiều cá lóc nổi. Sao trời? Sao không? Nãy cá lóc nhảy cái dù lên đó. Dạ. Chưa xuống rồi vớt nó rồi nè. Dạ. Ô, con cá lóc nào luôn. Trời ơi. Trời ơi sao hơi chiêu quá. Cái mà dính lên. Rồi, má, để vô túi kia luôn được không? Để vô túi áo luôn đi, cái túi kia. Để túi đó lòi với hội xúc cái túi luôn ạ. Cầm thêm luôn họ đi. Để cho đem lượm cho. Xin chào cả nhà. Chào hết đón luôn cả nhà. Không biết nữa. Cái giống cái gì nè? Cái giống cái gì đó rồi. Dính cá bành kilo rồi. Ồ nè, đâu có đâu, cái này là cái chài của mình mà lúc nãy dơ quá anh mớp anh giặt nè. Cái đó bà vũ ngang. Ừ gì nè, ừ. Mớp chài con này. Nè mình đi vô cái khu vườn cả nha. Nè là xoài và với cốc. Anh em mình mang theo cái chài vô cái ao này, cái mương nè. Anh em mình vừa thục hang vừa chèo ca kéo chài luôn. Nãy có lấy cái túi ở trong cái giờ nhớ có cái túi đựng ốc rồi, có ai bắt ốc mình bỏ vô luôn. Đừng nói. Gì chưa chơi gì tức ốc trời. Nè, ốc của bắt luôn. Không có. Nhìn anh Hải là biết anh Hải lượm lượm ốc rồi. Nếu em là cá chấn quân thì ảnh xin làm chàng tư mà. Rồi, ốc nè vô. Ước gì anh được thành con bướm trắng để được ngày đêm đậu trên giường em để ngắm nhuốm nhàng ba mì thiên kiều. Cha, ca rồi một cái dính cái chốt giấy liền thấy không? Thấy luôn hả? Dạ. Vậy là em phải ca cho tới chiều. To. Ồ. Chưa bèn ảnh nha. Để vô luôn đi. Để vô đi móp coi. Cá này mà kho tiêu một cái là bể nồi cơm. Điểm nó bắt trước ngọt nữa kìa. Ngọt rồi. Rồi. Đó, cái đó. Gì phóng hả? Cá thỉa. Cá thỉa là cái gì ông nội? Cá thỉa là cá thiểu. Thiểu hả? Ừ. Cá thỉa là cá sòng cá nó bự dữ. Wow. Phải cả chốt. Kho tiêu. Kho tiêu để thêm mỡ vô. Trời trời, quậy gì kìa. Đó là ông cà dính liền thấy không? Cà đi bỏ lăn đi. Hôm nay cà tối ngày quá. Thôi chăng cái bực. Hôm nay cà từ sáng tới chiều luôn. Con chỉ đâm bực bực đó. Ồ cá nhảy. Đẩy xuống đi. Đâm lực đẩy xuống đi. Wow, cá lực tiếng này làm lẩu ngon rồi nha. Cà cái cô bên giường kia cô ngồi vậy cô có đứng cô cười. Giờ phước quá. Phước lạng lắm lạ. Phước đạp giò. Phước giữa không lạng lạ. Đúng rồi tới này. Không? Đó. Vô lưới thì dễ đâm cái bực á. Vậy? Có gì vô lưới rồi. Thì tới hay gì rồi? Hả? Thì tới hay gì? Cá bự lắm. Không có dựng lưới hay vậy? Sao đâm lưới dữ ạ? Ở mé này nè, cá nó còn bực một cái nha. Bực đó đó. Quầy ổ dữ hả? Ừ, quầy dùng. Thôi, giờ lại xuống đây. Cái gì nó bự mà. Xuống ha. Bỏ xuống cái đi. Rồi đó, bỏ rồi đó. Trúng ngay cái ổ, nó quầy ổ dưới á. Trời ơi, cá bự gì? Ông ơi. Sao nó nằm ổn với mệt á. Cái ký á. Cô kia có ngồi vậy kìa. Hả? Ôi giời, nước nóng quá vậy. Gì vậy? Nước nóng. Nước phèn ở trên nóng.
Ê, cái gì chú dẫn nó giữ anh Phước. Chú tới luôn, nó chạy tới rồi đó. Cái xác lưới nha. Nó đầu lên đi. Đúng không? Dùng vậy. Cái chú chạy tới đó. Cắt mấy luôn đấy. Mấy dầu hết luôn đấy. Chạy tới thiệt đó. Để em đi. Ôi. Mày dinh nhảy. Ăn cái bài xong rồi trời. Mới bài nữa. Ờ, mấy bài gì làm lẩu ăn nữa không ơi. Mấy bài cái mới ngon đó. Mấy bài hay vậy? Ừ. Cái gà mớp dính có dâu luôn kìa. Mớp mấy này dài chứ trời. Không gì vậy. Học mà. Con. Vô chạy chưa? Chạy coi trong bao có không? Đi ba. Chờ nghe. Có con cá lóc, lóc nữa. Lóc này chơi, lóc lóc. Cá gì có hả? Gấu. Gấu hả? Gấu chạy ra. Rồi. Dạ. Ôi. Mới đụng cái sạn chạy ra lên trời. Trời ơi. Cái góc rồi đi, cái góc thiệt rồi. Đụng cái góc thiệt rồi. Nuôi chăn cái chỗ cái bao đó. Góc già. Đụng già. Cái lóc già quá. Cái gì đây? Chân chỗ, cái chân chỗ cái bao nè. Chín. Nhám, nhám là cái chín không cái gì. Cùng chân chơi á, mới nguy hiểm. Chê nó vô phải cá lóc ta. Nằm trong mà, nằm ngoài đâu phải trong đâu bữa. Nằm trên mé đó đó. Sao mà ông dở lên nó vui vô chạy hay vậy? Trời ơi, có con kiến con nậu đấy gì thối thần như chạy. Cầm một tay cầm không nổi luôn á. À, cái kiến này ăn đủ rồi. Cái kiến mày vô trong phải cái chơi luôn. Vũ xuống cái vỏ không họ. Tay không họ. Hết sức cá lóc quý. Khủng khiếp, khủng khiếp. Một người là một con này ăn không hết đâu. Ôi trời. Không? Gì bự quá. Cái này bé bự nè. Đâu? Wow. Hết sức cá lóc vậy. Cái gì nó kéo chút lên gì nè. Ừ, ừ. Đúng vậy đó. Ngoài có da luôn hay gì nghe. Kéo. Gì cười vậy? Mấy con tử cái lóc bự à. Mà nó dốc luôn. Làm gì mấy người có lóc nổi. Nhóc. Sao trời? Sao trời vậy? Nãy cái lóc nhảy cái dù lên đó. Chạy kêu chúng vớt nó lên này. Dạ. Trời ơi. Ô con cá lóc nào đó luôn. Trời ơi. Rồi. Ừ. Ơi sao chiêu quá. Ê cái mà dính lên.
Ơ. Rồi má, để vô túi kia luôn được không? Để vô túi ốc luôn đi, cái túi kia. Để túi đó lòi với hồi xúc kia luôn ạ. Cầm thêm luôn họ đi. Em cho đem lượm cho. Kéo không tới bờ đây luôn hả má? Mưa này bự hơn mưa kia. Cái bóng không tượng. Vũ rồi bỏ vô túi Vũ luôn Vũ ơi. Vũ. Tôi có thể tài chính. Bỏ qua túi Vũ luôn rồi anh hát. Vũ. Vui khủng rồi qua đây anh Vũ. Cá phiền nào nó to rồi ha. Không ngờ cái hầm gì này cá nào nó to ghê không á. Hầm bự mà, hầm bự là cá bự không à. Quậy dùng nào dùng nấy ha. Thằng con nó lá vậy. Mấy mà này nè. Biết tại. Bò đi mất bò dí nó chạy về cho tôi dở lên nè. Chạy nè. Gì vậy? Nó lôi chạy ra đó. Vô hải, vô hải. Vô nó hải. Ừ. Hải sát mẹ làm đó. Có đụng mà thôi. Ba ai đụng đây vậy? Bao quá. Ờ đâu có đụng gì đâu. Đụng cái bao. Có bao ơi. Không có gì. Nó. Không có. Không thành công rồi. Thôi cũng chạy lên anh em ơi, nhiều đây về mình làm cái lẩu dư sức anh em mình thưởng thức rồi, lớp cá lớp ốc. Về mình đổ cái giấc ngoài nhà ngoài có tép không rồi, nhưng có tép để vô kho với chung với mấy con cá chốt luôn. Chốt ở dưới tép rồi cá tông theo lộn sộn ha. Kho khuôn, cái tiêu vô, cháy đồ cơm liền. Cháy không bà? Cháy liền. Trời, dính cái rãnh nhỏ nhóc chân kìa. Vũ thả lại đi. Rồi, đây luôn. Anh em mình làm cá xong rồi nè. Giờ hôm nay anh em mình sẽ làm cái cá này với là lẩu cháo. Nấu lẩu cháo để anh em mình húp luôn. Cho ngon. Dẹm lấy nước, dẹm mình lột chút xíu nữa mình lột cái nước lại mình lấy cái nước đó mình để vô thêm bên cháo cho nó ngọt anh hai. Vậy là chút nữa mình lấy thịt ra mình nhúng vô cháo luôn ha. Hôm nay cháo mình sang với kèm với rau đắng với rau má nha. Rau đắng độc. Cháo mà có cá hay rau đắng nồng là xấu là nó mát dữ lắm em Phước. Rau mình mới hái ngoài vườn. Rau đắng thì ăn. Rau đắng nó mấy loại anh hả? Một. Rau đắng nào nữa? Rau đắng nào nữa? Hai thứ à. anh thua tôi rồi. Mấy thứ đắng đồng với đắng biển với đắng chợ là sao nữa? Đắng chợ này chị. Là ba thứ. Ra chợ là đắng chợ. Thuốc hay quá, ốc cá luôn rồi Thuốc ơi. Trời ơi, ốc cá Thuốc. À, cá rô phi cả nhà mình xem con cá rô phi nó to nè. Khủng khiếp cá rô phi. Chơi chưa hả? Bên này anh em mình đi may mắn được con cá lóc. Được con cá lóc à.
quá viên. Giờ mình ướp cá cho thấm cá ra đi, rồi cái mình cái lẩu cháo này thì mình sẽ để lên một cái bếp ga nhỏ. Mình ăn trên bếp ga. Cháo này hai anh em mình hợp tác nấu lên thôi. Ok. Muốn bên bài chơi, muốn bên bài vô nấu lên nhau. Để chén muối nhỏ. Tiêu rồi. Dạ. Dạ. Vậy là các bò hay. Các bò loài hả? Ấm đựng mất bò, sống vậy mất bò. Lớn tuổi rồi nghỉ đùa. Giờ giảm bớt lại tí xíu cho thông thọ chút ha mấy anh. Anh ba nói cắt nuôi bò thì nó dư có sao không, cuối năm á mình bán cái cũng được mười mấy triệu, còn đồng mướn thì ngày nào thì chay như vậy cuộc sống ngày đó hết rồi. Còn nuôi bò kia là bò ống ha, kia bò ống ha, bò ống thì mình bán ra tuy rằng không có nhiều nhưng mà để có một cái thì cứ dồn lần ngày qua ngày thì nó dồn lại nhiều ha, bán ra sắm được này nọ. Còn để muối vậy hả? Nước mắm. Hồi mắm. Ở chai nước mắm nấu mình đó, mắm cơ có linh. Còn ớt không? Có, nè, ớt nè. Vậy nó bắt lên chưa đó? Mới cắt cái bò vô anh mà. Nước lên. Nãy giờ nãy Vinh Phương nói anh ba mới bắt bò. Quá sao? Dạ rồi, đang lột lên nè anh. Cái quá ngàn mình để cho nó chín nó hở miệng là được rồi. Đúng rồi. Sơ, đũa sơ các bạn vô sơ cái đấy. Đây là đũa dài thần kỳ của mình. Mình nhắc chung này đó. Hành động nha gì được đó. Coi nè nó mập nè. Đó. Nó sức mập luôn nha. Cái đũa đó luôn nhìn bác thử. Trời ơi nó ngọt. Ê, ê. Tính tay kiểu hết nổi cả nhà rồi. Ê. Chưa chín nha, không biết là không có lỗi. Chưa chín nha, không biết rồi, thôi đây được rồi, được rồi, há miệng chưa rồi, chín quá là mồ hôi gì đâu hả? Anh cười. Thâu cá luôn à. Lập hai cái nó mắm này giống. Quá sạch cá luôn. Điện nồi luôn. Cháo. Em thấy cái này là cá nhiều hơn cháo gấp mấy lần luôn á. Wow. Còn dẻm nữa. Là rau đắng với lại rau má nữa. Giờ mình nêm gia vị vô cái nha. Nãy mình đã có nêm trong cá rồi, giờ mình nêm thêm một chút xíu nữa cho vừa. Chưa. Xíu đường nè. Rồi, sẵn đó em nêm giùm em cái nồi nước để em luộc rau luôn. Rau đồng ngắn lòng, đậu bắp với khổ qua. Nước hồi húp luôn ha. Dạ, nêm nước hồi chút xíu nó lấy nước nó húp luôn. Ồ, ồ cá. Sau lên là mình gấp cá nữa. Rồi phải không? Hai với gọn trọng rồi. Nước gì em nấu ngọt chút ngọt. Dừa im không? Vị lắm ngọt. Để em luộc cao đây. Qua gì đậu bắp trước đi. Phi chút xíu tỏi này để vô cháo cho thơm ha. Ừ. Ngon lắm. Phi
dữ luôn. Nặng nhóc chân rồi. Chìm tới đâu ít ai vậy, anh đẩy dĩa bạn luôn không hết luôn rồi. Hôm nay liên hợp nút da tới dĩa luôn, hết đâu luôn. Anh đi chưa con bự nữa đi. Chưa gấp mấy con cá vậy. Dạ chưa. Chào rồi trời ơi, nó bụng rồi. Súp, nó súp súp từ rau luộc ra cả nhà. Quá. Quá mồi. Cái này là cây mặn đều dùng được nha. Chào. Wow. Xin cái đồ phụ to để cái đầy cái chảo luôn. Mình chơi nấu này trước đi. Bỏ vậy em. Bỏ vô đây. Đó. Ráng vô. Đây em móc chơi dẹm trước đi. Gì để cái ớt vô hả? Giờ cái ớt hả? Gì không? Thầy vô. Đâu rồi, vô đắng rồi. Vô đây. Cầm vô đắng hả? Đây, đây nè. Đó, đấy đây nè, em nhúng vô rồi, anh đẩy vô đó, không ngon. Đây còn còn một cái dĩa nữa kìa, mấy để cái dĩa, tại cái bàn nó hơi, một cái bàn nó hơi thì hơi chặt. Để cái dĩa phía dưới đi. Ừ, dưới bên đó đó. Sao anh móp kìa? À. Anh em lên đó có ăn thì chịu khó thò tay xuống. Mời cả nhà mình cùng thưởng thức cái món lẩu cháo cá với lại dẹm với mấy anh em nha. Với các loại rau đồng. Vô. Lột. Chào chứ. Bắt đầu được. Uống trước ăn sao chứ anh đâu giá trước được. Vô. Mời cả nhà mình uống với anh em và ly rượu nha. Mời cả nhà. Hôm nay có lẩu cháo ngon quá cả nhà ơi. Đâu rồi, cho em cái ly cái. Dẹm cả nhà, cháo, cá. Rau rắn đồng. Thơm cực kỳ luôn á. Lâu làm vô mà ngon không ta? Sao, cảm giác nuốt sao? Nuốt vô thì nó hơi nhăn nhẵn nhai thì nhăn nhẵn, nuốt vô hơi ngọt ngọt. Đúng rồi đó. Mới có dầu mới ra lết đầu một hết trơn là hết nồi rồi. Để bà nước hết vô ngọt cái ngọt ha. Hết còn luôn. Mà anh hấp cháo để đem hấp súp. Này mát dữ lắm, mát luôn nha. Còn cái nước rau luộc ra trong queo luôn á. Ghê hồn trong. Mà cả nhà mình hấp súp. Quơ dữ anh Phước. Thơm cái mùi hương của khổ qua với lại nhãn lồng. Liếm mất tiêu cái mùi của mà đậu bắp rồi. Vô. Ba ăn cái gì để vô nè, ba tới không nghe anh ba. Đây đây đây. Ngon quá. Vô. Vô. Mời cả nhà. Cả nhà. Vô. Dĩa cá ăn. Mời cả nhà một chén cháo nha, cháo hến trước đây, cháo dẹm. Cá lóc nè. Để lên trên đó, để lên vô cái đó dễ. Để lên trên cái chảo cho nó nóng lại ha. Dễ ăn. Cá ăn chảo nè, nóng. Nào lấy mặt ra nhà đây. Quá ngon. Nay anh em mình lặn dưới nước mà lên bờ mà mình có lẩu cháo nóng gì ăn lả một hồi tốt nha. Anh Huy còn nào nó hầm nó trắng như bùng bự. Khổ quá, chấm cháo, nước tương. Lắm ngon. Mời cả nhà. Ngon. Vậy mà quấn người vô đắng vô ăn cái đá gì đâu mà ngon. Ngon quá ngon. Quấn về mới ngon nữa nè. Quấn vô cũng chấm lắm rồi. Ngon gì đâu. Cũng vô. Không có, vậy mấy cái lóc gì nè. Được không? Đó, mình được. Để vô nó học gì được không? Vậy mùi bự á. Cá nhóc chưa thấy. Ngủ mạnh mà không nhiều quá. Nhẹ vậy là nhúng vô được cái gì. Rồi đấy. Anh hãy làm bài bản quá ha. Không mà dâu đắng nó chín quá ăn đâu có ngon đâu. Vừa héo là ăn à. Ngon không? Nó béo hơn cá nướng lên bà. Béo không? Béo vô. Nó béo vô. Béo vô. Vô vô. Vô. Vô anh Phước ơi. Vô. Lỡ múc nhiều rồi. Mời. Ừ đã. Ăn cái nồi cháo này sao nhớ 2 năm về trước quá.
Tại dưới bóng dừa. Bỏ kỷ niệm đó đi, đừng nhắc kỷ niệm đó nữa. Cái nồi cháo định mệnh. Cháo định mệnh. Coi ai nè. Ai nói ai à, chị Chiến. Chiến nói xem mấy em ăn, xem mấy em cái clip mà ăn cháo mà cá ha. Anh Phước tự nhiên bước ra ngoài anh làm một cái khịch một cái là chị biết hả? Mấy em lụm hết rồi. Cái đợt Covid đó. Đây là hên quá. Ờ đây thấy vô đi. Đây là test gì lụm giờ hả? Không giờ ai ăn mình chẳng ăn khúc đi. Ờ bẻ khúc đi. Ừ, người ai ăn khúc nào bẻ khúc nấy đi. Ba để cho anh ba cái ruột nha. Anh ba làm cái ruột anh ba. Mà mang đi. Mà ờ, mang đi. Ba dùng cái dùng đi. Cháo cá này là phải có rau đắng đồng ăn mới đúng ngon luôn á, khẩu vị đó. Hòa ăn nhân, chứ rau đắng biển của mình ăn nó không có thơm bằng nha. Rau đắng biển á, với cái hậu đắng nó cũng không đắng bằng cái rau đắng đồng mình. Dạ. Rau đắng đồng mình á nó có cái nó đắng hơn nhưng mà cái mình khi mình nuốt vô nó nghe cái hậu nó ngọt. Dạ. Cái hậu nó nghe nó ngọt. Nè, cá nướng rất là ngon. Vô. Vô thôi ơi. Vô. 1 2 3 vô. Đi làm mệt săn bắt cũng mệt, về ăn thoải mái nè, mình lấy khí thế lên cho nó quên đi cái mệt nhọc đó đi. Rồi anh em ăn cá rồi, nhiều vô đi. Một dĩa cá thì dữ lắm mà dĩa cá nhiều nha. Cá nhóc. Nguyên cá này nhỏ nhỏ để vô nguyên chén luôn á. Còn chén chén gì đó. Cá nhỏ mình để vô chén luôn. Khỏi cần phải dĩa ăn nguyên con đi nhiều mà. Hải có ăn chanh không? Chiền chanh qua nặng vô. Ngon. Chanh không chanh à? Có, mình này em có nặng rồi. Cho em chơi ớt, nó chơi nhỏ, ớt nhỏ. Dạ. Dầm vô cái chén này coi. Chanh này cũng ngon rồi. Ai. Chị nghĩ là dầu đắng đồng nó ngon cái mà nó không không có tốn tiền ha. Dầu ông chợ nó không bằng. Không bằng mà tốn tiền nữa phải không? Không bằng tốn tiền. Anh Phước nó hay quá. Tôi nói tôi cũng hiểu luôn cái gì. Dao chợ, dao chợ làm sao ngon bằng dao này nè, mới vừa hái vô nè. Ngọt lắm. Cái dao này nó an toàn hơn. Nó an toàn là ở chỗ là mình không có sợ bị thuốc hay rẻ phân nữa, dao này sao thiên nhiên. Đó. Đó, trắng ngon liền. Đây cái đầu cá vô phi luôn đi thấy. Chị lóc béo thấy. Đưa vô vớt à. Vớt cá ăn đầu á. Vớt à. Vớt. Nó giả xiên nha. Hẹn vớt. Vớt à. Đưa vô vớt cần vớt khóa đó. Dạ. Càng tuyệt quá đi em vớt. Không lại không nhiều lắm. Ăn nhiều lắm. Ăn nhiều lắm. Tàn vậy. Mấy anh em nè, báo cáo nha, anh Ba, anh Hải, anh Sang mới giờ ăn cái đầu này là không ăn nữa nha. Sao có đầu tôm thì tôm càng tôm hùm rồi mới ăn đầu nha. Hết ca rồi mới chịu hả? Ờ, đợi đi có một râu quá. Mẹ vô đầu Phước ơi, cũng đầu hay quá Phước ơi. Anh đầu thêm đầu có lóc nữa thì còn quặt ngoài chứ, anh đầu nữa không có. Dán dán anh chờ đi nước. Em cũng dán chờ cho anh có ăn cái đầu đằng mấy anh em ké cái mình. Ca mới được ha. Con bắp mới hái vô. Đây khúc khúc bự bự lên đúng. Ăn mấy cái món này toàn là anh em cho không à. Khổ qua dưa đậu bắp, còn nhân lòng thì mới hái. Ăn kỳ bự luôn, cây cháo nó béo thì ghê thiệt chứ thịt trắng. Ngọt dữ anh nè. Cái nước mình luộc dẻm á. Lấy cái nước đó mình để vô cái nó ngọt mà nó thơm. Ai đâu mà sáng kiến cái vụ này sao nó ngon quá vậy nè. Thơm nó ngon. Dẻ mẹ nó béo ghê chứ. Không, cái mương em thấy cái mương nước đục thường nước mương nước đục là dẻm nó mập mà lại lại sạch nữa nha. Cái mương đó mà bên nào muốn ăn dẻm mà lên ngay lên đó mà ngồi chút xíu mà. Cái mương nào á có nước bạc á là nước bạc đó là con cá nó trắng tư à. Dạ.
Còn mà cái mưa mà có lục bình rồi nước trong xè đó ha, con cá lúc nào cũng đang đây đây cá lóc bắt cái mưa lục bình ha, còn nào nó không đen xì mà nước bạc con cá lóc hồi nãy mình bắt được đó, nó không đen đâu. Dạ. Nó không đen. Cái nước bạc là con cá không đen. Vô hai ơi. Thôi anh em mình vô lên nó cái anh em mình cũng xin bye bye cả nhà mình nha. Vô. 1 2 3 vô. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Cả nhà lúc sau nha.